Người khác nhé, rồi con. Con thưa cha, con là Vũ Thị Chiến, 53 tuổi, con ở Giáo. 3 tuổi. Dạ, 53 tuổi ạ. Con ở Giáo xứ Linh Tín, thuộc Giáo phận Bùi Trung, ở tỉnh Nam Định. Con vào đây được một tuần rồi. Thì con bị sự cổ khu cổ. Thì ba cách đây 2 năm về trước thì con đi khám, nhưng họ bảo là con bị con bị u phổi, thì con phải con đi lên viện ca để con chuẩn xem là con có u ác hay là u lành. Thì con nghĩ là bây giờ con cũng sống thì tay Chúa sinh ra con, mà con chết thì con cũng chết trong tay Chúa, thì con cũng không đi nữa. Thì em con bảo là chị đi kiểm tra xem nó là u ác hay u lành. Thì con chỉ án lạnh, con chỉ nghĩ trong tâm con là con bảo thương thì con chết cũng nhờ Chúa mà, thì con không đi. Vậy thì đến 2 năm nay là con năm ngoái con đi khấn lòng thương xót Chúa suốt ở một năm ở bên Diệu Đề, thì hôm nay con khấn thì con đã khỏi bệnh, con rồi con không bị nhức nữa. Thì hôm nay con chỉ mong là làm sao mà con vào con đến lòng thương xót Chúa, và con đến con gặp được cha là con quý lắm rồi, gặp được cha như là gặp được Chúa thì như lên thiên đàng rồi, con quý lắm rồi. Thứ hai con về đã con có chết thì con cũng chết ở trong tay Chúa, con không có hoang mang gì nữa. Thầy chị em, chị nếu mà gặp được Chúa ở mặt cái như vậy thì tiêu thôi. Tôi có hiểu chúng ta phải làm sao khuôn mặt của mình phải vui tươi để cho người ta nhận thấy được là gặp được mình là gặp được Chúa. Chứ mà nếu mà chị mà vô đây mà gặp được khuôn mặt của tôi nó lúc thì Chúa đâu phải Chúa, Chúa là mà nhăn nhó, Chúa bị méo mó như vậy. Còn gì là mùa xuân nữa, phải thêm chị em. Đây, cái toàn văn